Hôm nay mình vô nhà hàng khách sạn Tô Châu. Trong đây là đủ đồ hết. Đây là trung tâm di dưỡng pháp hành thiền. Bên đây nè, bên mấy cây dương nè. Cái này mình mé thấp tới đâu à? Đốn luôn, sát đất luôn. Sát đất hết. Thank you.
Mình tiếp tục lên cây này luôn. Hai cây nằm cặp lên
yếu nha, nó có cây chổi á, yếu yếu. Thái ra anh đi không tử nữa. Vô đinh rồi.